Khi các bạn mua link trên shop moviet.vn, các bạn yên tâm nha, giá cực kỳ rẻ bởi vì mình đang xả kho ác giá sốc. Và khuyến mãi nạp thẻ các bạn sẽ được tặng 20% giá trị thẻ nạp khi là từ 50k trở lên nha. Hello chị em, ngày nay MOBA sẽ đắp một cuộc tình à không? Chơi gấu béo Zuka, con tướng đấu sĩ hot nhất mùa 24 bởi vì đây là vị tướng vừa cơ động vừa sốc đam, độ trâu cũng ổn, đặc biệt là khi anh em đi rừng lên cái điều Leviathan nha. Lên cái điều Gron đã có đốt sát thương phép rồi, cực kỳ lời cho gấu béo Zuka. Không biết là Inuya với Mga có đây chi vậy, trong khi là mình có khủng long hỗ trợ nhiệt tình đầu game, thành ra là double kill, cướp luôn lợi thế này. Kali qua đây, Kali. Ok, đến lượt bùa đỏ nha, nhanh, không dừng tim bạn qua với Inuya sống dậy, Mga sống dậy là cũng phải thôi, té bỏ đi ơi, đừng đi đấy bạn ơi, cẩn thận nha. Thôi xong rồi, góc này không có chơi được rồi, góc này không chơi được đâu nha. Không cứu được khổng long rồi, bỏ đi Edon ơi. Bỏ đi, đừng bốn người mà. Thực ra nếu mà team bạn đông người hơn hoặc là bằng người thì mình không ăn được đâu. Bởi vì có con Mga đầu game nó rất là khỏe luôn. Nhưng mà khi mà team mình nhiều người hơn thì có thể chơi được. Thành ra của đấy là khi team mình yếu rồi mình nuôi tí farm lấy level 4 chơi cho nó dễ nha. Chơi Zuka thì đây là vị tướng có độ cơ động cao, có năng sốc đam tốt, nhưng phải áp sát được mục tiêu, không nên dùng quá nhiều chiêu để lướt trên không khí. Khi đó thì chúng ta sẽ thiếu đam combo, thiếu đam cực kỳ luôn nha. Đấy, đầu game là một combo không giết được một thằng địch đâu anh em ơi. Chúng ta phải chờ đợi bình tĩnh, chúng ta có thể núp lùm, chúng ta có thể vòng qua sau, chúng ta có thể là chờ đợi để có thể là vô chủ lực team bạn nha. Mục tiêu của con Zuka này là bắt chủ lực team bạn, nhưng mà khi đi rừng thì chúng ta bắt tất, miễn là tướng định máu mỏng đủ combo giết luôn thì chúng ta chơi luôn nha. Bây giờ mình sẽ núp lùm đây để đợi chờ bạn Inuya đi ngang qua. Anh em ra giật, ui hỏng rồi, quan rồng quay xe. Ây không ổn, có cái xe này tí thì đi rồi. Đây là vị tướng trong đấu giải xuất hiện nhiều, rank cao cũng chơi nhiều, đặc biệt ở vị trí đi rừng nha, rất là ngon luôn, đi top cũng ngon. Thế ra mới trở thành vị tướng đấu sĩ hot pick nhất mùa 24, đấu sĩ thôi nha, còn những vị tướng ở vị trí AD, pháp sư thì nhiều con hot pick hơn. Ví dụ AD thì đấng Van Hên thì mãi mãi là số 1 rồi, còn pháp sư thì đấng Nata thì cũng là cũng số 1 luôn. Còn sát thủ thì đấng gì nhỉ anh em ơi? Chắc là nhiều anh em bây giờ rất thích chơi đấng đó lắm. Cái này thì hé lộ anh em sau nhé, còn bây giờ là băng trụ chân luôn. Thì mình đang đông hơn mà, còn mỗi bạn Joker thôi. Thôi rồi, chơi game anh em thấy chưa, chúng nó ác dã man. Băng trụ lùa thì bạn chạy xung quanh cái trụ múa cột, xung quanh trụ của Joker nhưng không có chạy được. Rất là ba mi căng anh em ơi, trận đấu căng cho team bạn nha. Còn team mình thì trận đấu nó dễ lắm, hình như bây giờ con cấu nó được tăng sức mạnh hay sao ấy, búp ngầm hay sao, cảm thấy là nhiều anh em chơi rất là khỏe luôn. Anh em chơi gấu có cảm nhận như vậy không? Mình thấy chắc chắn cái điều đó, nhất là vị trí đi rừng. Bởi vì tại sao, Gron rồi, Gron thôi mà chúng ta cũng đã có khả năng đốt sát thương phép rồi. Sau khi lên Gron lên cái giày, chúng ta lên thẳng cái những trang bị như thương long, như phước hợp kiếm, đó, hai cái đồ đam cộng thêm một cái đồ thủ mà vẫn có đam, vẫn hợp lý với gấu luôn anh em ơi. Ôi đắp một cuộc tình thế này thì Mga chơi sao đây? Mga mà bị bắt lẻ thế này thì phế vật cực kỳ luôn nha. Omen cũng vậy, ui à, cẩn thận thấy xích ngay con khủng long lú cái đầu và Omen luôn. Thực ra đối đầu với Omen gấu solo lên là không chơi được, nhưng mà combat tổng thì lại chơi được. Bởi vì tại sao? Bởi vì con Omen lúc solo nó mạnh, nó có cái chiêu 2. Cái chiêu 2 nó miễn thương, nó trâu dã man luôn. Nhưng mà trong combat tổng ý thì chỉ cần chờ đợi Omen hết miễn thương, mình combo cái này đi luôn. Với cả đi rừng anh em thấy đó, farm mọi tài nguyên, mọi mặt trận lên nào cũng farm, thành ra là
cái việc có đồ sớm ý, ao tiền nó cũng khá là dễ hơn vị trí đi top ấy anh em ơi. Ok, và mùa 24 anh em muốn mình làm con tướng mạnh nào tiếp theo nhớ comment bên dưới nha. Tướng mạnh như lưu ý là tướng mạnh nha. Có một bạn rất là tích cực yêu cầu anh Mobile ơi hướng dẫn bọn em chơi AR đi. Thực ra con AR là một con tướng cũng khá là bị kỳ thị bởi vì đây là vị tướng nếu mà chúng ta pick không chuẩn ở đồng đội chúng ta chơi không tốt và không hiểu ý thì thực sự nó con tướng phế vật. Và chơi AR thì lại phụ thuộc vào đồng đội quá. Phải pick đúng những chất tướng mà. Thứ nhất là có độ cơ động. Cơ động thì gì tướng địch. Thứ hai cái độ châu bò vừa cơ động hoặc là đem gây liên tục mà lại còn cơ động. Nghĩa là phải có cơ động để khi mình bật chiêu cuối của AI lên, đồng đội biết dí theo tướng địch để chiêu cuối của mình có tác dụng. Chứ mình bật chiêu cuối lên, đồng đội lại chạy quay về tít xa thì nó phí chiêu vô cùng luôn em ơi, thực sự là phí chiêu vô cùng luôn. Phụ thuộc vào đồng đội nên là vị tướng đấy thì mình có thể làm sao nhé. Một vị tướng thì vẫn là mạnh thôi, nhưng mà phải đồng đội hiểu ý và chất tướng của đồng đội phải đủ tin tưởng để mình ngồi lên. Ví dụ những con tướng AD, ví dụ như Kefli hay AT đó, Eador, những vị tướng đấu sĩ thì nhiều đấy anh em ơi. Đấu sĩ thì vốn đã cơ động cao cho bò rồi, Yuka được nè, nó nhiều nhiều đấy anh em ạ. Đấu sĩ VDS thậm chí là Eron cũng được, nói chung là có độ cơ động và có khả năng trâu bò, áp sát hoặc là sốc đem đều có thể được hết. Tanker thì nhiều anh em ơi, tanker thì hầu như tanker nào cũng ngồi được hết, bởi vì tanker thường nào lên trước mà bật chiêu cuối có tác dụng. Và pháp sư thì hạn chế xài chiêu cuối lên đầu pháp sư anh em ơi, không có tác dụng đâu. Ok, nói chung là vị tướng đó thì mình cũng chia sẻ với bạn thường xuyên comment nhé. Đấy, cách chơi là chỉ như vậy thôi. Còn anh em muốn mình làm con tướng nào thì nhớ comment bên dưới tiếp theo nhé. Những con tướng mạnh anh em ơi, tướng mạnh thì đầu mùa mình làm gần hết rồi, toàn tướng mạnh hết anh em ơi. Nào là Zhon, nào là Zhuka, nào là Lily, Tu Bờ Lem, rồi hiện tại thì mình thấy là AD thì cái con tướng mới thì nó không khỏe đâu. Thực sự con tướng mới nó không khỏe đâu, nếu rank không có tốt đâu nha anh em ơi. Và các bạn chơi AD ấy, thì các bạn cứ chơi Zhon này, nước suối này, hay AT này, cái vị tướng đó thì sẽ carry team ổn hơn. Chúng ta chỉ cần luyện tập để kỹ năng cao, rồi kỹ năng chơi tướng đó tốt thì chúng ta có làm gánh team cực kỳ easy nha. Thôi hơi 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 xa. Thực ra nếu mà chơi đi top thì chúng ta lại có cái lợi thế của cái tốc biến. Sử dụng combo là tốc biến kết hợp với chiêu thức thì sẽ áp sát mục tiêu xa hơn, tạo ra đột biến tốt hơn, nhanh hơn, khiến đối địch không thể trở tay. Nhưng mà chơi gấu ấy, thì các bạn vẫn phải là farm tốt. Thực sự anh em có combo hay thế nào mà anh em farm không tốt thì cũng là trò hề thôi, anh em trở thành chúa hề luôn. Thế là gấu đi rừng ý là phải farm tốt nha. Khi đã farm đủ đồ rồi thì solo là 1-1 thì mình là trùm luôn. Chắc là bắt những con tướng kiểu sát thủ hay là những con tướng AD máu mỏng nha. Ui, mở ra thì bạn rất là khỏe đầu game nhưng mà liên tục bị đắp bộ cuộc tình như này. Cuộc tình quá xa vời với mở ra. Ui, bạn băng sâu quá. Chơi được, chơi được, chơi được đấy. Đấy, lườm rau gắp thịt là có thật. Cầu băng ông nhây sau đó. Ôi da. Sai. Ấn ấn chiêu 2 nhưng mà tính ngay lui về mà không ngờ này. Ấn ấn nhanh tay quá anh em ơi, thành ra nó lướt lên. Ngủ vãi trưởng. Hay. Trận này Van Hê cũng đánh tốt, thành ra là game dễ. Van Hê là vị tướng rất là mạnh đầu game nếu anh em chơi tốt. Và kết hợp với team tốt thì có thể là giúp team snowball trận đầu rất là dễ nha. Nhưng mà đầu game thôi, còn cuối game thì sẽ yếu đấy anh em ơi. Cuối game thì phải chơi theo kiểu bắt lẻ, còn các bắt tổng thì sẽ không khỏe đâu nha. Mà nói chung thì chơi tướng gì thì mình đều chia sẻ hết những con tướng đó, thậm chí còn chia sẻ thêm một số vị tướng mà anh em yêu cầu nhiều hoặc là những vị tướng trên trận đấu đó. Đây là anh em muốn mình chơi tướng gì nhớ comment bên dưới nhé. Muốn mình phân tích tướng gì cũng nhớ comment bên dưới để mình thực hiện theo yêu cầu anh em.
Inumia. Ơi con này cần đôi luôn, cần đôi luôn, mình trâu lắm. Đợi hồi chiều cũng nhanh nha. Rồi bây giờ có lanh rồi thì bạn bạn đánh thường là cũng lùi cái đầu luôn rồi. Cân đôi. Ờ lấy chút anh em, lấy chút ơi, có khi win được luôn này. Joker thì mất tốc biến rồi, còn mỗi bạn Joker với bạn MG thì đỡ làm sao đây. Thêm các bạn của MG nhé. Ok, và video của mình cũng đến đây hết rồi anh em ơi. Thực sự rất khỏe trong mùa 24, vị tướng đấu sĩ hot pick nhất mùa này nha anh em. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.